ở đây, không được cho cậu về nhà đâu nhá. Vâng ạ. Chào mẹ ơi. Không, tôi là con Quan, con của cha mẹ tôi, cho tôi về nhà, tôi về nhà. Thôi, cậu đừng nói nữa. Bây giờ thân phận cậu đã khác, cậu không được ra lệnh cho tôi nữa. Không làm thì có lấy cái gì mà đổ vào mồm hả? Không ăn cám ấy nhá. Nhanh ra đồng làm việc. Đứng lại. Ôi, mày từng tưởng là không được mày nhá. Đứng lại nhá. Ôi, đứng lại không? Bà bắt được mày rồi nhá. Mày đừng tưởng bà không bắt được mày. Thế muốn ăn bánh thì mày biết phải làm thế nào không? Hả? Muốn ăn bánh thì phải có tiền. Mà muốn có tiền thì phải làm gì có biết không? Thì phải đi làm nhá. Không đi làm thì lấy đâu ra tiền mà đòi ăn bánh. Mày nhớ chưa? Hả? Cái đồ hãm, cái đồ quan mặt lợn nhá. Con quan mà thế à? Lần sau mày trừ cái mặt bà ra nhá. Cái đồ hãm nhá. Bà xúc phạm tôi nhiều quá rồi đấy nhá. Bà nhớ lấy mặt tôi. Chẳng lẽ muốn có tiền, muốn có ăn là phải đi làm thật à? Thắm ơi, tôi đi làm đồng về rồi, Thắm lấy quần áo cho tôi thay. Rồi lấy bộ này mà thay này. Đây là quần áo rách, tôi không mặc quần áo rách đâu Thắm ơi. Nhà mình nghèo, có quần áo thế này mà mặc là tốt rồi. Thôi, cậu chịu khó. Ăn xong cả nhà mình cùng ra đồng luôn nhá. Vâng ạ. Con tưởng là hôm qua làm việc cả ngày ở ngoài đồng rồi thì hôm nay không phải làm nữa hả? Thì phải có làm thì mới có ăn chứ. Làm thì mới có ăn mà suốt ngày ăn cơm với cả rau như thế này thì làm cái gì ạ? Này, mày có muốn làm con quan, mày muốn làm nông dân à? Tao nói cho hai thằng chúng mày biết, từ nãy đến giờ tao nóng mắt với hai thằng chúng mày lắm rồi. Mày định mày làm gì? Mày làm gì? Tao đã bảo với chúng mày bao nhiêu lần rồi, tránh xa nàng Thắm của tao ra. Được, mày nhớ vào tao. Tao nể hôm nay mày là con quan huyện, không tao cho mày một trận rồi. Chúng mày không nể thì chúng mày làm gì hả? Cút ngay. Em cứ tưởng là hôm nay cậu sẽ không cứu em cô. Thắm nói buồn cười thật đấy. Bây giờ Thắm là vợ tôi rồi, tôi làm sao có thể làm ngơ được. Thôi đi. Thôi, Thắm để đấy cho tôi. Cậu Hớn, em đi với, chờ em. Thôi. Chợ gì mà bé tí thế này? Ngày xưa tôi toàn đi chợ to hơn thôi. Chợ làng chỉ như thế này thôi. Chán chết. À mà sao lại bắt tôi mặc quần áo rách như thế này? Còn bẩn nữa chứ. Này, ngày trước nhá, tôi toàn được mẹ tôi cho mặc quần áo đẹp đi chợ thôi. Cậu ơi, ngày trước khác, bây giờ khác. Cậu nói bé thôi, người ta nghe thấy, người ta mắng cho đấy. Xấu thì bảo là xấu, chẳng lẽ tôi lại phải khen đẹp mà. Thế cậu có khát nước không? Có. Đi qua đây. Đẹp đấy. Đây. Cậu ăn chè sắn dây nhá. Tôi không ăn sắn dây đâu, tôi chỉ ăn long nhãn hạt sen thôi. Ở đây không có chè long nhãn hạt sen, mà chỉ có chè sắn dây thôi. Bà cho em 2 bát. Ngày trước tôi toàn ăn long nhãn hạt sen ấy. Cho tôi bát long nhãn hạt sen. Ở đây không có long nhãn hạt sen, chỉ có sắn dây, cậu có ăn không? Rồi, bà tiếc tôi,
Bà không cho tôi ăn chứ gì? Tôi biết rồi. Kìa. Cái thằng này vẫn chứng nào tật ấy. Làm thế nào bây giờ? Đói quá. Đói quá. Tại sao chỉ có toàn rau với cả nước thế này? Cậu Hớn, nhà mình nghèo, không còn gì để ăn nữa đâu. Thôi cậu chịu khó, uống nước với ăn rau đi cho no còn đi ngủ. Sao lại như thế được? Không có thịt, không có cơm, làm sao mà ngủ được? Với cái đà này ấy, thì đến rau còn không có mà ăn ấy. Thôi, uống tạm nước đi con. Không, con ăn cơm, con ăn thịt cơ. Muốn ăn cơm thì từ mai là phải làm. Trồng rau để bán rau đi, mua gạo, rồi ăn cơm nhá. Cả sáng nay tôi cuốc đất hùng hục đấy còn gì nữa. Vừa làm vừa chơi như thế thì thà không làm còn hơn. Nha, ngày trước nha, ở nhà tôi chả phải làm gì cả. Ngày trước ở nhà tôi toàn... Thôi cậu đừng kể chuyện ngày trước nữa. Chỉ biết là bây giờ nhà mình sắp chết đói đến nơi rồi. Mà lại thêm một miệng ăn nữa cho nên là... Thôi được rồi. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ làm việc. Không phải là ngày mai, mà phải là ngay bây giờ. Thôi, mọi người uống nước, ăn rau đi. Tôi không ăn đâu. Mà tôi hỏi thật nhé, thế làm thì sẽ có thịt, có cơm để mà ăn à? Thế cứ chịu khó làm đi, rồi khắc sẽ có rau, có thịt. Thôi được rồi, thế thì ngày mai tôi sẽ làm. Bao giờ có thịt, có cơm thì tôi ăn. Tôi đi ngủ đây. Lúc nào làm việc thì gọi tôi dậy. Cùng nhau trèo lên con dốc là cả lớp cấp tìm gốc cây đa, dừng chân bên bà miếng trầu với đầu tay không để nắm sao trời. Nhà ai có con chim khách, cá lách cách tìm đến chim kêu. Làm ai có bà cô nằm. Cậu Hớn, cậu có mệt không? Không, tôi không mệt. Cậu ăn cà đi này. Ngon đấy. Nhưng mà tôi là cậu ấm con. Không sao, cà ngon nhờ, tắm nhờ. Cha mẹ ơi, thế cuốc đất xong là xong hả? Không, còn phải gieo hạt, rồi lấp đất vào, rồi tưới nước nữa chứ. Con ruộng rau bên này ấy, thì phải nhổ cỏ, rồi phải tưới, con hiểu không? Thế thì cha mẹ cứ để đấy, tôi làm hết cho cũng được. Không, cả nhà ta cùng làm cho nhanh, lại vui nữa chứ. Thế nhưng mà, cha mẹ ơi, tôi sẽ cố gắng trồng thật nhiều rau. Nhưng mà tôi trồng được nhiều rau rồi, cha mẹ cho tôi động phòng với cả em Thắm nhé. Cậu Hớn này. Đúng thế rồi còn gì nữa. Tôi là chồng Thắm cơ mà. Thôi, làm việc đi con. Rồi. Ông đấy ông ạ. Dạ thưa ông, rượu đây ạ. Mệt. Dạ. Vào mời bà dậy ăn cơm con. Dạ vâng ạ. Bà dùng cơm đi. Hương. Bà nhớ con chứ gì. Thảo nào, đêm hôm qua chả ngủ được, cứ vật bên này vật bên nọ. Hương, làm tôi mất ngủ lây vì bà đấy. Ông ơi, tôi xin ông đấy. Ông thương tôi, thương con. Ông cho người sang đón con về đi ông. Nó quen sống trong dầu xăng nhung lụa rồi, bây giờ nó sống ở nhà nghèo khổ như thế, liệu nó có sống được không hả ông?
là đàn bà. Chỉ là đàn bà thôi, không hơn được. Chẳng biết nhìn xa trông rộng gì cả. Bà tưởng mỗi một mình bà thương con nhớ con á. Tôi đây này, còn thương gấp vạn lần bà ấy. Nhưng thương con nhớ con phải dạy cho chúng nó nên người. Thôi này, bà ăn đi, ăn thoải mái đi, cứ ăn no ngủ kỹ đi. Tôi khẳng định với bà nhé, chắc chắn con mình sẽ trở thành người tốt. Ôi trời ơi, thành người mà nghèo khổ rách dưới thì thành người để làm gì hả ông? Ông nhìn xem đây này, mâm cơm nhà mình để mâm cao cỗ đầy thế này, sơn hào hải vị thế này, ông thử nghĩ xem con ông bây giờ nó ăn gì mặc gì hả ông? Thôi được rồi bà, bà cứ ăn đi, tôi đã nói rồi mà. Trời ơi, tôi tính kỹ lắm rồi bà, cứ yên tâm. Bụng dạ nào mà ăn nữa chứ. Con Mận đâu? Dạ. Thôi chiều bà mang vào nhà cho bà ăn. Bụng dạ nào mà ăn được cơ chứ. Thật không ai mà làm cha như ông đâu. Đàn bà, đúng là chỉ là đàn bà thôi. Muốn nem công trả phượng như thế này ấy, phải có ngày ăn rau ăn dưa thì mới có nem công trả phượng mà ăn. À, cơm đây rồi. Ăn đi con. Đói quá. Mẹ cho tôi xin đôi đũa. Đói ăn cái gì cũng thấy ngon. Chắc là hôm nay làm việc nhiều nên chóng đói đấy thôi. Bây giờ ấy, chỉ cần cơm với cả rau như thế này ăn là cũng thấy ngon lắm rồi đấy ạ. Sao em tưởng là phải có sơn hào hải vị thì mới thấy ngon? Lâu tôi không ăn cho nên là tôi cũng quên vị của sơn hào hải vị rồi. Mà ngon hay không ấy không quan trọng nữa, miễn là bây giờ no cái bụng để ngày mai làm việc tiếp là được rồi. Thôi được rồi, ngày mai nếu bán được nhiều rau, mẹ sẽ mua thêm cá, thêm thịt cho cả nhà ăn. Mẹ, bây giờ mẹ cứ bó rau đi, xong rồi để đấy, tôi mang ra chợ tôi bán, thế là nhà mình sẽ có tiền mua cá, mua thịt để ăn đấy. Này con, từ nay mỗi khi nói chuyện với cha mẹ, con nhớ là một là xưng cháu, hai là xưng con, chứ không được xưng tôi nữa, con hiểu không? Dạ, vâng ạ. Này, thế con bảo rằng là con đi bán rau á, thế con có bán thật không? Con bán được chứ ạ, à? Bán tốt là đằng khác, rau nhà mình xanh tươi thế thôi mà. Mẹ ơi, mẹ cứ để mai anh ra chợ bán xem thế nào, rồi chiều con ra xem cùng. Tôi xin. Ai mua rau không? Ai mua rau không? Ê, xuống. Mua hoa vậy anh tặng. Này, mày phải cõng tao mới oai. Cõng, để cho tao oai. Bán rau hả? Ôi trời ơi, cái thằng này. Đỡ cậu dậy. Mày đấy hả Choát? Này, anh nói cho cẩn thận nhá. Ta bây giờ ấy, là cậu ấm con nuôi của quan lớn ấy đấy. Biết rồi. Sao mày lại ở đây? Này, dám gọi cậu là mày. Cầm vả vào miệng. Mày cười cái gì mà cười hả? Đi mày. Tưởng con quan lớn thích đánh ai thì đánh hả? Thì ngày xưa cũng có cậu ấm con quan, muốn đánh ai thì đánh, đi đâu cũng hoành hoang hả? Bán rau hả? Mua thì tôi bán.
Cha bây giờ là cậu ấm con quan, một gánh dâu chứ 10 gánh dâu cũng mua được. Này, không phải khoe của. À, thì ngày xưa có cậu ấm đi đâu cũng khoe của. Này, dâu này cho lợn cho gà ăn chắc là nó thích lắm nhỉ. Này, rau xanh như thế này là để cho người ăn, tại sao lại cho lợn cho gà ăn là thế nào hả? Ta là người có tiền, ta mua, ta thích cho ai là quyền của ta, đúng không? Đây là rau của tôi thích bán cho ai là quyền của tôi, không bán cho cái loại hợm của. À này, ta trả cho nhiều tiền. Không cần. À, này, đỡ không trả, trả nhiều tiền. Này. Này. Thôi, để đi chợ mua vải. Ôi giời ơi. Sao? Ô, không bán được hả con? Dạ, con đi cả trong làng, con mang cả rau ra ngoài chợ, nhưng mà chẳng ai mua mẹ. Ôi giời ơi, con đi bán rau thì con phải giao khắp làng thì người ta mới biết để mua chứ. Hả? Con tưởng là rau nhà mình đẹp như thế này rồi thì ắt người ta phải chú ý chứ mẹ. Mà cũng giống như người giàu ấy, người ta mặc áo lụa thì bao nhiêu người nhìn đấy thôi à? Không, nhưng mà bán rau thì con phải giao thì người ta mới biết để mua, con hiểu không? À mẹ ơi, thật ra là cũng có người định mua hết tất cả số rau này, thế nhưng mà con không bán mẹ. Hả? Có người muốn mua cả gánh rau này à? Dạ. Sao con không bán? Dạ, thì là thằng Chót nó hợm của quá, nó cậy là nó có tiền, nó định mua hết chỗ rau này về cho gà với cả cho lợn ăn. Thế nhưng mà con thấy rau xanh với cả đẹp như thế này, cho gà cho lợn ăn thì phí quá mẹ. Thôi, không sao. Này, có một bà lớn muốn mua cả một gánh rau nhà mình, lát nữa mẹ sẽ bảo cái thắm gánh sang cho bà ấy. Ơ, thật không hả mẹ? Thật. Này, bà ấy còn bảo rằng là nhà mình trồng cả một ruộng bắp cải cho bà ấy đấy. Ôi, thật thế hả mẹ? Ừ. Thế thì nhà mình bán được hết rau rồi, nhà mình có cơm, có thịt ăn rồi mẹ. Ừ. Thôi được rồi, bố mẹ cứ để đấy, con sẽ ra trồng rau. Ôi, này, con ơi, nghỉ ăn cơm, chiều rồi hãy trồng rau. Ông ơi, ông, thế là tốt rồi đấy ông ạ. À. Mình à? Tôi biết thừa đấy là bàn tay của Thắm rồi. Cậu giỏi thế. Mà này Thắm này. Ừ? Bây giờ Thắm đừng gọi tôi là cậu nữa. Thắm gọi tôi là anh. Hoặc là gì? Thắm gọi tôi là chồng nhé. Kìa cậu. À? Thấy U tôi mà nhìn thấy là mắng chết đấy. Thắm. Hả? Tôi bảo đã. Gì nữa thế? Tôi Nào. Dạ. Vào ngủ đi các con, mai còn ra đồng làm việc, cơm nhiều việc lắm đấy. Dạ, vâng ạ. Tại cậu đấy nhá. Con ơi, nghỉ tay một chút, vào chỗ sâm mát, nghỉ một chút đi con. Thôi, mẹ cứ nghỉ trước đi, để con làm thêm một lúc nữa.
Thôi, làm thì cũng phải nghỉ ngơi chứ. Thôi, con làm thêm một lúc nữa, con làm được mà. À, trẻ, chúng nó còn khỏe, không phải lo. Kìa cậu Hớn. Ôi, cậu sao thế? Ui, ông ơi. Ôi, ông ơi. Bà con ơi, có người ngất. Bà con ơi, cậu Hớn bị ngất rồi. Cậu Hớn đã tỉnh lại đi. Cậu Hớn. Ông ơi, ông đang kia về nhà. Để làm luôn. Này, đợi một tay nào. Ôi giời ơi, con ơi, làm sao mà ngất ra thế này hả con? Cậu ơi! Ông ơi, sao nó ngất lâu thế hả ông? Bà cứ bình tĩnh! Con ông ơi, hay là con đi gọi thầy Lang! Cứ bình tĩnh xem nào! Rồi sắp tỉnh cơ mà, gương! Tỉnh rồi! Tỉnh rồi bà ạ. Dậy đi xem nào. Dậy đi. Hôm nay quá con cũng tỉnh rồi. Cha, mẹ. Mẹ đây. Con tỉnh rồi. Tại sao mẹ lại gọi con là cậu ạ? Vì là cậu là cậu ấm con Quan. Dạ, con bây giờ là con rể của cha mẹ rồi ạ. Cậu ơi, hả? Cậu, hả? Đây là cha mẹ của con mà cậu. Này, ấm Hớn. Này bà, kể từ khi nó sang bên này, nó phải suốt đi chục ký rồi nhá. Chính vì cái tính nết của con đấy, suốt ngày là hóng hách, hợ mình khoe của, cho nên cha phải dùng cách này. Này, cha phải dùng cách hoán đổi như thế này. Từ khi con ở bên này, cha tin là con đã học được ra nhiều điều hả? Dạ, thế con vẫn là con của cha mẹ hả? Còn ngốc lắm, con lúc nào cũng là con của cha mẹ. Từ giờ trở đi, mẹ sẽ không để con nghèo khổ nữa. Dạ, không sao đâu mẹ. Được, tôi sẽ có thưởng hậu hĩnh cho mọi người. Cảm ơn. Cảm ơn ông bà nhiều. Tôi cảm ơn ông bà nhiều. Nhờ có ông bà mà con trai tôi đã thay đổi hẳn tính nết đấy. Ông ơi, ông cái ông không thưởng gì cho con nè. Riêng với chót thì ta cho con tiếp tục theo hầu cậu và tiếp tục được đi học nhá. Ôi trời ơi, em quên đợi ở đâu, quên đợi ở đâu, quên đợi ở đâu, quên đợi ở đâu, quên đợi. Mời ông. Cha ơi, con đội ơn cha. Trong thời gian qua con đã rút ra nhiều bài học. Dạ, con xin cha, con không cần thanh thoát hầu hạ con nữa đâu ạ. Được, cha đồng ý. Và con còn một điều muốn khẩn cầu cha. Điều gì? Cha cho phép con nói thoải mái. Dạ, con chào Quan ạ. À, cha, con khẩn cầu cha kết mối lương duyên cho con với cả em Thắm để con được cưới em Thắm về làm vợ. Được, ta bằng lòng cho hai con kết mối lương duyên thành vợ thành chồng. Kể từ đây hai gia đình ta là một. Thắm, thế là cha ta đã đồng ý cho ta và nàng kết mối lương duyên rồi. Cậu ơi, cái này